Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ viên chức lao động để khẳng định chất lượng vị thế của phát thanh truyền hình Nghệ An trong cả nước, sự quan tâm chỉ đạo và đầu tư có hiệu quả của tỉnh, ngày mai 17 tháng 6, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tổ chức lễ đồng thổ xây dựng công trình nhà làm việc phục vụ hoạt động điều hành và sản xuất chương trình. Với kiến trúc hiện đại, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị sản xuất tiên tiến, công trình khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn cho kiến trúc đô thị thành phố. Quan trọng hơn, đây sẽ là tiền đề để Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát triển ngang tầm Đài Phát thanh Truyền hình khu vực, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ thông tin giải trí ngày càng cao của nhân dân. Với khán giả của NTV thì khó có thể quên những hình ảnh sống động và nội dung hấp dẫn trong bộ phim tài liệu Người tìm tên cho cá, giải vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc và giải B, giải báo chí toàn quốc năm 2013. Những thước phim được các nhà báo nước ngoài khi tập huấn trao đổi nghiệp vụ cho nhiều đài phát thanh truyền hình, ví như những thước phim của Discovery, kênh truyền hình nổi tiếng với những cảnh quay khám phá tuyệt đẹp. Trong những năm gần đây, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày càng có rất nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các kỳ liên hoan, giải báo chí của tỉnh và quốc gia. Có thể kể đến phóng sự Kiểm Lâm hay Kiếm Lâm, Chim Trời Về Đâu, hay mới nhất là giải vàng phát thanh toàn quốc 2014 với tác phẩm phỏng vấn Nghệ An đi lên bằng nội lực, giải B giải báo chí quốc gia tác phẩm Vượt Thùng. Không chỉ khẳng định thương hiệu, chất lượng trong các cuộc thi báo chí của tỉnh và quốc gia, các chương trình phát thanh truyền hình phát sóng hàng ngày luôn được đài đầu tư đổi mới. Mới từ hình thức thể hiện, nội dung phản ánh, khai thác, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa xứ Nghệ đến các trailer quảng bá chương trình. Đặc biệt, mảng thời sự chính luận với nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, định hướng và phản biện cao. Các chương trình chuyên đề, tiếng dân tộc, văn nghệ giải trí của đài ngày càng được khán thính giả quan tâm. Bởi vì là vì truyền hình của Nghệ An mà, thì bác là không có bỏ một cái chương trình nào. Đài truyền hình tiến bộ rất nhiều, phóng viên đi sát cơ sở, nắm được tình hình và nếu được cái điển hình tốt. Với tiến sĩ Trần Vũ Tài và các giảng viên khoa lịch sử trường Đại học Vinh, thì mỗi buổi sáng trước giờ lên lớp, thầy và các đồng nghiệp đều thảo luận sôi nổi về các tin tức được báo chí phản ánh trong ngày, nhất là trong bản tin thời sự 19:45 của NTV, để có thể vận dụng vào bài giảng cho sinh viên. Cũng thường xuyên xem các cái chương trình của Nghệ An TV, bởi vì đấy là những cái chương trình mà nó rất thiết thực, bổ ích với chúng tôi, bởi nó cập nhật những cái thông tin nhanh nhất, kịp thời phản ánh và cũng vạch ra những cái mặt trái, những cái tiêu cực ở trong đời sống xã hội. Đặc biệt gần đây nhất đấy là cái vụ Trung Quốc đưa cái hàng giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì cách đưa của Đài Truyền hình Nghệ An thì chúng tôi có thể cập nhật những cái hình ảnh, những cái thông tin mới nhất, và từ đó định hướng cái dư luận, nhất là các bạn sinh viên trong cái việc phản ứng đối với vụ giàn khoan. Để có những tin tức cập nhật liên quan đến đời sống của nhân dân và những tác phẩm báo chí có tính chiến đấu cao, các phóng viên NTV đã không quản khó khăn, nguy hiểm, bám sự kiện. Phóng viên NTV không chỉ có mặt tại các điểm nóng trong tỉnh, mà có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, từ những vùng hải đảo xa xôi, Trường Sa, đến những địa danh lịch sử nổi tiếng để phản ánh kịp thời nhất, tốt nhất các sự kiện lớn của đất nước. Cùng với đội ngũ phóng viên kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và nhạy bén trong xử lý thông tin, đội ngũ kỹ thuật viên của đài đã làm chủ được thiết bị công nghệ mới trong sản xuất, tiếp phát sóng chương trình. Cánh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã phủ rộng khắp cả nước qua hệ thống truyền hình cáp Việt Nam, truyền hình cáp Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đơn vị truyền hình cáp tại các tỉnh thành phố và được khán giả trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài đón nhận tích cực. Việc phối hợp sản xuất phát sóng các tin bài với VTV, VOV, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã và đang được Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An triển khai khá hiệu quả và ngày càng được tăng cường. Và đây là một trong những bước đi quan trọng để đài khẳng định vị thế và thực hiện chức năng của Đài Phát thanh Truyền hình khu vực theo đề án Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt. Để thực hiện mục tiêu này thì hiện tại đã đang nỗ lực tập trung cao cho công tác đào tạo, bồi dưỡng
phát hiện, tuyển chọn đội ngũ cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên dẫn chương trình có đủ trình độ, năng lực, nghiệp vụ, kỹ thuật ngày càng cao và mang tính chuyên nghiệp tốt hơn. Thứ hai, đó là tăng cường về đầu tư các cái trang thiết bị hiện đại theo kịp với xu hướng của phát triển của phát thanh truyền hình hiện nay. Đó là mở rộng hợp tác, phối hợp sản xuất các chương trình, làm phong phú thêm chương trình NTV. Đồng thời, qua đó chúng ta có thể quảng bá, giới thiệu thêm về hình ảnh quê hương con người Nghệ An, tích cực mở rộng xã hội hóa để khai thác tốt các nguồn lực. Và nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, viên chức lao động của đài, xin trân trọng cảm ơn cái sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các địa phương, và đặc biệt đó là cái sự tin cậy, theo dõi, khích lệ của khán thính giả trong và ngoài tỉnh để dành cho truyền hình Nghệ An và thanh truyền hình Nghệ An trong nhiều năm qua. Dù thời gian qua các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tác nghiệp còn hạn chế, nhưng tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn nỗ lực đoàn kết, khẳng định thương hiệu của thể loại báo nói báo hình trong hệ thống báo chí của tỉnh và cả nước, trở thành cơ quan ngôn luận sắc bén của Đảng bộ, chính quyền và người bạn tin cậy đồng hành của các tầng lớp nhân dân Nghệ An. Vì vậy, khi công trình nhà làm việc mới hiện đại 12 tầng hoàn thành sẽ tạo điều kiện tốt hơn, là động lực để Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sớm phát triển và thực hiện được chức năng của Đài Phát thanh Truyền hình khu vực theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 26 Bộ Chính trị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.